Theo đó, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 21 tháng 5, tổ công tác Y9141 đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe lưu thông theo hướng đường thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trong người nam thanh niên này có một túi ni lông, bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận số tang vật trên là ketamin, được người này mua về để sử dụng. Ngay sau đó, tổ công tác tiếp tục phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy cũng có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi quần của người đàn ông này có một gói giấy bạc đựng chất bột màu trắng. Đối tượng khai nhận đây là heroin được mua về để sử dụng. Đặc biệt, người này đã có 4 tiền án trước đó liên quan đến ma túy. Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho công an phường Thụy Khuê để điều tra làm rõ. Chiều cùng ngày, tổ công tác liên ngành Y10141 cũng phát hiện một đối tượng khác điều khiển xe máy giấu một con dao nhọn bên trong cốp xe trên đường Phạm Văn Đồng, Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Tổ công tác sau đó đã bàn giao người và tang vật cho công an phường sở tại để tiếp tục làm rõ.